Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6 giờ 30 phút. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong 60 giây sáng nay. Dự báo triều cường kết hợp mưa tiếp tục gây ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay. Tuổi thọ trung bình là 73, các chuyên gia cảnh báo người Việt sống lâu nhưng không khỏe. Cháy chung cư mini cao 7 tầng ở Đà Nẵng, công an điều xe thang để cứu người mắc kẹt. Hội chợ nghệ thuật Art Basel tại Paris thu hút hàng ngàn người tham quan. Thưa quý vị, với mức triều đạt đỉnh sắp xỉ 1,8 m thì triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối qua đã lập lại mốc kỷ lục hồi tháng 9 2019. Cho đến khuya hôm qua, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu. Theo dự báo, đỉnh triều tại Thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay 19 tháng 10. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa to sẽ xuất hiện vào chiều tối nay, đúng khung giờ xuất hiện triều cường, có thể khiến cho nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập nặng. Đây cũng là cuối tuần và rơi vào dịp lễ 20 tháng 10 nên sẽ có nhiều hoạt động vui chơi chào mừng. Người dân cần lên phương án di chuyển phù hợp để tránh ngập nước và kẹt xe. Vào chiều qua, đỉnh triều cộng mưa lớn đã khiến nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng. Tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 ngập sâu hơn 2 tấc sau khi nước từ kênh Tẻ tràn bờ. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải vất vả xoay trở giữa dòng nước ngập. Còn hôm nay là không bị chết em xem, chết máy luôn. Năm nay nó cao hơn nhiều, cao hơn năm ngoái rất là nhiều. Năm ngoái thì nó nằm ở dưới mé cái bức tường đó thôi, là cao hơn có một tấc nước rồi. Khu vực ven kênh Tẻ và hàng loạt tuyến đường ở quận 7, huyện Nhà Bè như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, khu vực Bình Hưng, huyện Bình Chánh là những nơi bị ngập nặng. Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mực nước sông lên cao kết hợp đợt triều cường và mưa cũng gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới sinh hoạt, giao thông và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó triều cường. Ngày 18 tháng 10, nhiều tuyến đường ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chìm trong biển nước. Mực nước lên 2m20, cao hơn báo động 3 là 20cm, sát đỉnh triều lịch sử từng ghi nhận vào năm 2022. Nước lên cao đúng giờ cao điểm hàng ngày gây ra tình trạng kẹt xe, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tại các khu vực xảy ra ngập nặng, các cơ quan chức năng đã chủ động điều chỉnh lịch tan học của học sinh, thông báo chi tiết về các tuyến đường bị ngập để người dân có thể chủ động di chuyển. Theo Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ, đỉnh triều cao nhất rơi vào ngày 19 và 20 tháng 10 và dự báo sẽ kéo dài trên mức báo động 3 cho đến ngày 22 đến 23 tháng 10. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, các địa phương bị ảnh hưởng nặng như thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp. Ngành chức năng đã rà soát cắm biển báo ở các đoạn đường bị ngập sâu, khuyến cáo người dân vây bờ ao cá, gia cố bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái và chuẩn bị máy để bơm tháo nước khi ngập kéo dài. Theo dự báo, mực nước trên sông Sà No và Nội Đồng lên nhanh ở mức cao từ ngày 19 đến 23 tháng 10, gây ngập ở huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp. Thời gian ngập kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, một trong những tuyến rạch ô nhiễm nhất thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 11 tới. Rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km chảy qua hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp, gồm tuyến chính dài 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuột và ba nhánh rạch dài hơn 2,2 km. Đây được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, môi trường và cảnh quan đô thị. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm bao gồm việc nạo vét lòng rạch sâu 3,5 m, mở rộng lòng rạch từ 20 đến 30 m, xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa, đường hai bên bờ rạch rộng 6 m, với mỗi bên hai làn xe và hệ thống công viên cây xanh. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 9.600 tỷ đồng, nhưng vừa được điều chỉnh tăng lên 17.229 tỷ đồng. Gói thầu đầu tiên đoạn qua quận Gò Vấp sẽ khởi công vào tháng 11 năm 2024. Với hoài bão tạo ra rau sạch, cải thiện năng suất vườn rau của cha mẹ, một thanh niên tại Đồng Tháp đã tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh hồi lưu, rồi đem về áp dụng tại quê nhà. Trải qua không ít lần thất bại, đến nay, vườn rau thủy canh của anh Võ Tiến Sĩ đã có thành quả đáng mừng. Không cần đất, chỉ cần một chút giá thể sơ dừa đã được nén và khử khuẩn, cộng với hệ thống tưới tuần hoàn khép kín,
rau có thể phát triển xanh tốt. Đặc biệt, rau thủy canh này có thể ăn trực tiếp mà không lo vấn đề về phân bón hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Một ngày em chỉ dùng khoảng cỡ nửa tiếng hoặc là 45 phút ra để chăm sóc, còn năng suất thì nó có thể gấp 2-3 lần so với trồng ngoài điều kiện bình thường. Do diện tích trồng còn nhỏ nên rau của anh Sĩ hiện chỉ bán ở chợ truyền thống. Anh đang ấp ủ những hướng phát triển xa hơn. Hướng như thế này thì em sẽ đăng ký toàn trên thực phẩm, sẽ vô những chợ an toàn, cửa hàng rau sạch, em sẽ mở rộng thêm 1.000 m². Địa phương sẽ hỗ trợ cho em 74 bên ngân hàng xã hội, hỗ trợ đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng thị trường, nâng cái giá trị của cái mô hình cũng như là sản phẩm của em làm ra. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được xem là giải pháp để tiến tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, tăng sức cạnh tranh. Thưa quý vị, nhờ những tiến bộ y tế và chăm sóc tốt, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng cao, hiện là 73 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ của người Việt cao nhưng sức khỏe lại yếu, trung bình 14 năm sống trong bệnh tật, mắc nhiều bệnh nền. Đây là những nhận định được đưa ra tại Hội nghị Lão khoa Quốc gia vừa diễn ra tại Hà Nội. Các chuyên gia cũng cho rằng hiện trạng này đã tạo ra thách thức lớn đối với ngành y tế. Dù mới hơn 50 tuổi, nhưng hai vợ chồng ông Tâm đã có nhiều bệnh lý nền, phải điều trị tại bệnh viện. Mắt của tôi bị bong rất là, thì không biết bao giờ mổ lại. Còn mắt bên phải còn lại thì nó cờ nó lớn quá, hạn chế nhìn cái tầm nhìn. Giờ tôi còn sức còn vượt qua được. Thì vợ tôi đang bệnh, thì tôi toàn mọi thứ tôi đều bỏ qua hết, tôi chăm sóc cho vợ trước rồi. Còn cụ ông 79 tuổi này nhập viện 3 lần trong năm qua để chữa nhiều chứng bệnh. Bác cứ đi tái khám thường xuyên mà rất là nhiều bệnh nền, thêm cái nó bị trào ngược bao tử. Khoảng 60% người lớn tuổi hiện nay có sức khỏe yếu đến rất yếu. Hiện trạng này cũng gây áp lực không nhỏ cho ngành y tế. Một điều dưỡng có thể phải chăm sóc từ 3 đến 4 bệnh nhân. Thiếu điều dưỡng phục vụ cho người tuyến đuổi, cái đó là thực trạng hiện nay. Chúng ta phải đào tạo cho những nguồn nhân lực, để đào tạo vấn đề chuyên môn điều dưỡng. Chuyên gia khuyến cáo, để người có sức khỏe bền vững, người cao tuổi nên giảm ăn muối, mỡ và đường, tập luyện thường xuyên để cơ thể lưu thông máu, tinh thần vui vẻ, uống thuốc và tái khám đúng hẹn và thường xuyên theo dõi sức khỏe. Tiếp theo trong 60 giây, quán karaoke ở Biên Hòa, Đồng Nai phát cháy. Xe đầu kéo container va chạm hai xe máy, cán chết một người ở thành phố Thủ Đức. Khoảng 19:30 tối qua, hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini cao 7 tầng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công an đã huy động nhiều đơn vị tham gia chữa cháy, điều xe thang để cứu người mắc kẹt trên tầng cao. Vụ cháy xuất phát từ tầng 1 của tòa nhà. Khi thấy cháy, một số người dân trong khu vực đã hô hoán và cố gắng tiếp cận hiện trường, nhưng không được do khói bốc ra ngùn ngụt. Các cư dân trong tòa nhà hoảng loạn, nhiều người chạy lên các tầng cao hoặc leo sang nóc nhà bên cạnh chờ được cứu. Công an Đà Nẵng đã huy động xe thang cao 50m để giải cứu người mắc kẹt trên các tầng cao. Nhiều người đã được giải cứu an toàn. Đám cháy đã được dập tắt sau đó. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Tối 18 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke trên đường Đồng Khởi thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 18 giờ tối qua, người dân phát hiện khói nghi ngút bốc lên từ quán karaoke Diễm My đang ngưng hoạt động và trong quá trình sửa chữa tại địa chỉ 26A đường Đồng Khởi do ông Trần Anh Mỹ là chủ. Người dân đã lập tức báo cho lực lượng chức năng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do lửa cháy từ căn phòng rộng phía sau nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn do khói từ bên trong cuộn ra phía trước mịt mù. Đám cháy được khống chế sau đó, không có thương vong. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ. Trong lúc ôm cua rẽ phải, một xe đầu kéo container đã va chạm với hai xe máy, khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 10 trên đường quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 10, xe đầu kéo do tài xế Phạm Tư Quang, 30 tuổi, của tỉnh Lâm Đồng điều khiển, chạy trên đường số 14, hướng từ đường Linh Trung ra quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức. Khi ra đến quốc lộ 1, tài xế cho xe ra phải để đi về hướng cầu vượt trạm 2. Trong lúc đánh lái ôm cua thì xe ra va chạm với hai xe máy chạy cùng chiều do anh Vũ Lê Diệt Nghĩa, 19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng và chị Vũ Hoàng Uyên Phương, 19 tuổi, ngụ Bình Dương cầm lái. Tai nạn làm anh Nghĩa và xe máy giang ra ngoài nên thoát nạn, còn chị Phương và xe máy bị cuốn dưới gầm xe đầu kéo, nạn nhân bị bánh xe cán tử vong. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và công an thành phố Thủ Đức đã tới khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ tai nạn.
Tới tối qua, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe container cán một người tử vong. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều ngày 18 tháng 10, tài xế Phan Thanh V, 39 tuổi, quê ở An Giang, điều khiển xe container chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng Tân Vạn đi quốc lộ 1K. Khi đến một nhánh dẫn ở phường Bình Thắng, tài xế ôm cua rẽ phải và va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Cảnh, 49 tuổi, quê ở Sóc Trăng, cầm lái chạy cùng chiều. Nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới bánh xe. Lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ, một tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn một ngã ba ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tài xế đã chuyển hướng sang phần đường ngược lại, suýt tông vào xe tải đang lưu thông đúng chiều. Rất nhiều xe máy lưu thông đúng chiều phải dạt vào sát giải phân cách để né. Sau đó, tài xế xe tải rẽ vào bãi đậu xe gần đó. Công an tỉnh Long An đã nhận được đoạn clip xe tải chạy ngược chiều và đang xác minh để xử lý tài xế vi phạm. Hôm qua, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hiên, 33 tuổi, quê Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng ngày 17 tháng 10, Công an nhận được tin báo của anh Lê Trung Kiên, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tài xế xe công nghệ, trình báo về việc bị khách cướp xe. Theo đó, anh Kiên nhận chở Hiên từ Biên Hòa về xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 4 xã Sông Trầu, đối tượng Hiên đã dùng dao khống chế trói anh Kiên vào gốc cây, rồi cướp đi chiếc xe máy và một điện thoại di động 600.000 đồng cùng giấy tờ, tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng. Công an đã điều tra và bắt giữ Vũ Văn Hiên khi đang lẩn trốn tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời thu giữ tang vật. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng vì đã có hành vi vi phạm trong sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi đánh bắt trên biển. Phạm Ngọc Duy sinh năm 1986, trú tỉnh Tiền Giang và Phan Minh Lý sinh năm 1973, trú thành phố Vũng Tàu bị khởi tố về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 2, 2024, Duy liên lạc để gửi Lý hai thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm mục đích khai thác hải sản trái phép ở các khu vực bị cấm. Ngày 22 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra và phát hiện tàu cá do Lý điều khiển đang cất giữ thiết bị giám sát hành trình mà Duy đã gửi, nên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng lập hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Duy và Lý đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngay sau đây trong chương trình, triển lãm về Marilyn Monroe mang đến cái nhìn toàn diện về cuộc đời của nữ minh tinh. Vườn thực vật hoàng gia Q với con đường ma quái theo đúng tinh thần Halloween. Hội chợ nghệ thuật Art Basel tại thành phố Paris, Pháp vừa trở lại vào ngày 18 tháng 10. Ở lần tổ chức thứ ba, sự kiện có sự đầu tư lớn về khâu tổ chức nhằm thúc đẩy thị trường nghệ thuật đang gặp khó khăn tại châu Âu. Chỉ trong ngày khai mạc, hội chợ đã thu hút hàng ngàn người tham quan. Hội chợ nghệ thuật Art Basel lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Grand Palais với sự góp mặt của hơn 190 phòng trưng bày trên toàn thế giới. Tác phẩm được trưng bày rất đa dạng, gồm tranh vẽ, tượng điêu khắc, tác phẩm sắp đặt và nghệ thuật trình diễn. Chúng tôi rất tự hào về khâu tổ chức năm nay với địa điểm tổ chức lớn và đa dạng loại hình nghệ thuật và quy tụ nhiều nghệ sĩ ở nhiều thế hệ. Các giám tuyển cũng đưa ra tiêu chí và chủ đề lựa chọn rất cụ thể, đảm bảo chất lượng của các tác phẩm. Tôi rất ấn tượng, Paris thực sự đang phát triển tốt, các sự kiện văn hóa và nghệ thuật đều rất phi thường. Nhiều người yêu nghệ thuật cho rằng hội chợ Art Basel năm nay rất đáng để ghé qua vì có nhiều tác phẩm quý. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để công chúng trở lại Grand Palais sau nhiều năm cải tạo. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 10. Một triển lãm về minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe vừa mở cửa tại thủ đô London, Anh, với hàng trăm vật dụng lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm mang đến cho du khách cái nhìn toàn diện hơn về nữ nghệ sĩ tài danh. Các vật dụng tại triển lãm nằm trong bộ sưu tập của ông Ted Stamford, một người đức hâm mộ cuồng nhiệt Marilyn Monroe. Triển lãm là một phần của chuỗi triển lãm vòng quanh thế giới mà ông Stamford thực hiện nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ minh tinh vào năm 2026. Triển lãm sẽ trưng bày 250 vật dụng cá nhân của nữ huyền thoại Monroe,
như thư tình, kịch bản, quần áo, giày dép và đồ trang điểm. Không gian triển lãm được dàn dựng chuyên nghiệp với bố cục rõ ràng. Các vật phẩm được trưng bày theo trình tự thời gian và ánh sáng hài hòa. Bên cạnh vật phẩm, triển lãm cũng sử dụng nhiều đoạn phim tư liệu để cung cấp nhiều thông tin thú vị về cuộc sống huy hoàng và cũng đầy bi kịch của nữ diễn viên. Nhân dịp lễ Halloween, Vườn thực vật Hoàng gia Kew tại London, Anh sẽ mở cửa đón khách vào chiều tối từ ngày 18 tháng 10. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm một con đường ma quái theo đúng với tinh thần của lễ hội. Đây là lần đầu tiên ban quản lý vườn Kew tạo con đường ma quái cho dịp Halloween. Con đường được trang bị hệ thống ánh sáng kỳ ảo và nhiều mô hình kinh dị tạo nên cảm giác đặc biệt cho khách tham quan. Halloween ngày càng trở nên phổ biến tại Anh, do đó chúng tôi muốn tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho các gia đình. Các mô hình ở đây được thiết kế vừa đủ nên không mang cảm giác kinh hãi, nhờ đó nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Vào ngày khai trương, khung cảnh tại vườn Kew càng trở nên huyền bí với sự xuất hiện của siêu trăng. Con đường Halloween sẽ được mở cửa cho đến hết ngày 3 tháng 11. Thị trấn Jalisco của Mexico đang chuẩn bị chào đón ngày của người chết vào đầu tháng 11. Ngoài những cánh đồng cúc vạn thọ, 14 bộ xương khổng lồ đã được dựng lên trên khắp thị trấn thu hút nhiều du khách đến tham quan. Các bộ xương được lấy cảm hứng từ nhân vật Katrina của José Guadalupe Posada, họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng của Mexico. Gần 70 nghệ nhân đã tham gia sự kiện mang tên Thung lũng của Katrina. Chủ đề năm nay là các nhân vật lịch sử của Mexico. Jalisco là một nơi xinh đẹp và kỳ diệu. Bạn có thể thấy được bộ xương tại nhiều nơi và tìm hiểu về lịch sử của các con đường và tượng đài. Jalisco nổi tiếng với những cánh đồng cúc vạn thọ, loài hoa để tri ân người đã khuất. Thị trấn còn có truyền thống làm những bộ xương Katrina. 6 trong số những bộ xương tại đây sẽ được chuyển tới các thành phố lớn trên thế giới gồm Roma, New York, Boston và Los Angeles. Trong buổi diễn mới nhất tại thành phố New York, Mỹ, nhà thiết kế Giorgio Armani giới thiệu bộ sưu tập xuân 2025 47 mượt mà của mình, buổi diễn tôn vinh thành phố New York. Tông màu chủ đạo của bộ sưu tập là màu be, xanh lam, nâu và xám, gồm những chiếc áo khoác, áo choàng, áo vest và giày bốt dành cho cả nam và nữ. Tất cả được thiết kế theo phong cách thoải mái nhưng vẫn đậm nét thanh lịch của nhà mốt. Để tăng thêm ấn tượng khi trình diễn vào buổi tối, người mẫu nữ còn mặc thêm các trang phục đính sequin và váy thêu lấp lánh. Armani thường sẽ tổ chức các buổi trình diễn của mình tại tuần lễ thời trang Milan, nhưng lần này ông chọn New York để trùng với lễ khai trương tòa nhà mới của hãng tại thành phố này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.